Chúng ta tiến hành làm cái query 5 là liệt kê thông tin gồm có mã năm học, mã học kỳ, mã lớp, mã môn học, mã giáo viên, họ tên giáo viên, giờ lý thuyết, giờ thực hành và tiền. Thì trong đó tiền á, thì bằng là giờ lý thuyết cộng giờ thực hành nhân với lương, thì lương nằm ở trong bảng học hàm. Chúng ta tiến hành đầu tiên là ta tạo ra một cái view, design view ha. Thì trong dữ liệu này thì chúng ta thấy rằng á, thì các mã này nằm trong bảng giảng dạy của giáo viên, thì có họ tên thì nằm trong bảng giáo viên, và ở đây là có cái lương thì nằm trong học hàm. Do đó ta lấy dữ liệu từ học hàm, giáo viên và giảng dạy, ta show table lên giảng dạy, giáo viên và học hàm. Thì theo yêu cầu của bài toán thì gồm là mã năm học, mã học kỳ, mã lớp, mã năm học, mã học kỳ, mã lớp, mã môn học, mã giáo viên, họ tên giáo viên, giờ lý thuyết, giờ thực hành và tiền. Mã môn học, mã giáo viên, họ tên giáo viên, giờ lý thuyết, giờ thực hành. Chúng ta lưu lại query 5, ta show lên, ta tiến hành, ta đi view cái show cái view lên. Đây là kết quả. Chúng ta chi vấn bước 1, thì chúng ta đi tiến hành là tính tiền. Thì ta có giờ lý thuyết cộng giờ thực hành nhân với lương. Thì do là các trường này là cái tên nó không có đụng với nhau, do đó mình ghi cái tên ra là nó tự động nó hiểu là nó sẽ thuộc vào cái table nào. Do đó là chúng ta có thể build nó lên cũng được. Thì chúng ta tiền, ta định nghĩa cột tiền hai chấm, mở ngoặc ra, thì ta có là giờ lý thuyết cộng cho giờ thực hành, mở ngoặc lại, nhân cho lương. Thì chúng ta có thể là ghi trực tiếp vào lương luôn cũng được, nó sẽ tự hiểu. Tại đây mình có một cái cột lương duy nhất, nó sẽ tự hiểu. Đây là kết quả chi vấn của mình. Thì lương này nó sẽ hiểu là cái lương này nó sẽ nằm ở trong cái bảng học hàm, tại vì tất cả dữ liệu mình lấy ra chỉ có một cái field lương này thôi. Đây là kết quả phần chi vấn. Rồi, các em hoàn thành bài tập giúp thầy.